Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Ngày 7 tháng 9 tới đây, Apple sẽ cho ra mắt iPhone 14 và có lẽ bạn sẽ nghe những câu bông đùa rằng chỗ nào mua thận giá cao để bán tậu mua iPhone mới. Trong 15 năm qua, kể từ năm 2007 với chiếc iPhone 2G đầu tiên, đến nay là năm 2022 với chiếc iPhone đời thứ 14, Apple đã rất thành công khi định hình sản phẩm của mình là dòng sản phẩm cao cấp và đắt đỏ. Vô hình chung, điều này khiến người ta định hình những người sở hữu những sản phẩm nhà táo là những người đẳng cấp, sang trọng và thời thượng. Điện thoại iPhone, đồng hồ Apple Watch, laptop MacBook, tai nghe AirPods, những món đồ công nghệ khiến nhiều người muốn sở hữu, thậm chí khát khao đến bất chấp. Câu bùng đùa bán thận mua iPhone thực chất là từ những câu chuyện thực tế. Năm 2011, smartphone bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc. Những chiếc điện thoại màn hình cảm ứng dần thay thế cho những chiếc điện thoại nút bấm. Điện thoại thông minh trở thành món đồ được giới trẻ yêu thích, nhưng lại quá đắt đỏ. Hơn 10 năm trước, một chiếc iPhone 4S có giá hơn 4.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 14,2 triệu đồng. Năm đó, Wang Gang 17 tuổi cũng khao khát sở hữu một chiếc điện thoại Apple nhưng gia cảnh không cho phép. Một ngày, cậu nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho vay bên đường. Tuy nhiên, tiền lời quá cao, Wang không có khả năng chi trả. Người ta đã gợi ý cậu bán đi một quả thận. Wang Gang nói dối mình 23 tuổi để đi theo một người đàn ông đến một phòng bệnh vô danh ở Hồ Nam để làm phẫu thuật. Quả thận của Wang được bán với giá 22.000 nhân dân tệ, tương đương với 78,5 triệu đồng. Số tiền này cộng mua một chiếc iPhone 4S và một chiếc iPad. Chàng trai 17 tuổi giấu việc này với gia đình. Nhưng sau đó, các cơn đau liên tục kéo đến, vết mổ sưng tấy và lở loét. Wang phải thú nhận với cha mẹ mình và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cậu may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng quả thận còn lại đã bị tổn thương nặng, giám định thương tật cấp độ 3. Chi phí điều trị lên đến 1,8 triệu nhân dân tệ, tương đương với 6,4 tỷ đồng, con số khổng lồ mà gia đình cậu không thể gánh vác. Gia đình Wang Gang đã kiện người thực hiện ca mổ và người dẫn Wang đi bán thận ra tòa. Gia đình cậu cuối cùng nhận được 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, nhưng vẫn không đủ để chi trả viện phí. 11 năm trôi qua, giờ Wang Gang đã là chàng trai 28 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè của anh đã bắt đầu lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, nhưng Wang Gang phải nằm liệt giường, uống thuốc suốt đời và chạy thận mỗi tuần. Câu chuyện của chàng trai trẻ phía trên chỉ là một trong số những câu chuyện mà người trẻ dám đánh đổi cả sức khỏe, tính mạng, bất chấp luật pháp để có tiền mua những chiếc iPhone đời mới. Thị trường chợ đen tại Trung Quốc nhờ vào nhu cầu này mà cũng phát triển rầm rộ. Chàng trai trẻ Wang Gang sau hơn 10 năm qua đi, chiếc iPhone mà anh khao khát giờ có khi chưa đến 100.000 đồng, thậm chí không còn ai thiết tha đến nó nữa. Nhưng những gì anh phải đánh đổi là di chứng cả đời và gánh nặng cho cha mẹ già. Nhìn rộng hơn câu chuyện chiếc iPhone là câu chuyện về vật ngoài thân. Người ta thường xem rằng những vật chất ngoài thân có thể khẳng định được giá trị của bản thân mình. Tất nhiên, việc thể hiện giá trị bản thân là điều hoàn toàn bình thường và đôi khi cần thiết trong nhiều trường hợp. Thế nhưng, giá trị được thể hiện ra bên ngoài cần tương xứng với giá trị và năng lực của bản thân ở bên trong. Có những người kiếm được, chi tiêu tương xứng với thu nhập, nhưng cũng có những người không có khả năng chi trả nhưng vẫn mua sắm theo mong muốn để tạo ra giá trị ảo cho bản thân.
Đây cũng là chiếc bẫy khiến người ta rơi vào vũng lầy tài chính, đó là vay nợ để tiêu dùng, là một những sẵn sàng tiêu 2-3, cuốn bản thân vào vòng xoáy rat race mà không biết dừng lại. Đó là chuỗi ngày kiếm tiền, tiêu dùng và vay nợ, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để tiếp tục một vòng quay mới. Nguyên nhân cho việc này là do khi nội lực của một người còn yếu thì sẽ có xu hướng sử dụng ngoại lực, đó là phụ thuộc vào vẻ bề ngoài như đầu tóc, quần áo, điện thoại, xe cộ. Theo cái mà người ta gọi là thể hiện đẳng cấp, sự sang chảnh, để mong muốn người khác đánh giá mình tương xứng với vẻ bề ngoài đó. Trái ngược với điều này là những người có nội lực đủ mạnh, họ lại không chú ý đến vẻ bề ngoài. Thay vào đó, họ tập trung vào làm mạnh nội lực của bản thân mình hơn. Đó là về tri thức, kỹ năng và thái độ sống. Ví dụ như ông vua bán lẻ của Mỹ là Sam Walton, chủ chuỗi bán lẻ Walmart, vẫn lái một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ, có những chiếc cũi đằng sau dành cho những chú chó săn chim. Ông thường mặc một chiếc áo thun hoặc một bộ vest đã cũ cùng với một chiếc mũ luôn ở trên đầu để thăm nom các cửa hàng khi ông đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ vào năm 1985. Hay theo như cuốn sách The Millionaire Next Door, một cuốn sách vén màn đời sống của những người giàu có mà chúng ta vốn luôn nghĩ là hào nhoáng. Một số sự thật trong cuốn sách tiết lộ rằng, phần lớn các triệu phú Mỹ chiếm khoảng 70% chưa bao giờ sở hữu một chiếc du thuyền. 64% các triệu phú Mỹ được khảo sát chưa bao giờ sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng. Và giá trung bình phải trả cho các phương tiện cơ giới trong số các triệu phú được khảo sát là 31.367 đô la. Người giàu thực sự không lái BMW, họ lái Toyota. Vậy giải pháp nào để chúng ta tránh được lối sống phù phiếm kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó có vấn đề tài chính? Thứ nhất là hãy tư duy độc lập. Ngày nay, mạng xã hội khiến người ta sống ảo với nhau nhiều hơn sống thật. Đây là nơi người ta phô diễn ra những gì hào nhoáng tốt đẹp nhất. Các kênh truyền thông cũng định hướng bạn đến những trào lưu. Vậy nên, hãy hạn chế tối đa để bản thân tiếp xúc với những thông tin không có nhiều giá trị. Hãy chọn cho mình một hình mẫu hoặc một mục tiêu mà bạn muốn đạt được dựa trên giá trị nội tại của bản thân bạn. Và hãy hành động vì nó. Thứ hai là hãy bồi đắp nội lực của bản thân. Hãy tưởng tượng bạn có một cái cây non và một quả bóng bay. Cái cây bạn đem trồng và chăm sóc nó tốt, nó sẽ cao lớn, vững vàng, cho bạn bóng mát và quả ngọt. Cái cây chính là giá trị nội tại của bạn, càng được bồi đắp càng vững chãi. Còn quả bóng bay, bạn càng thổi căng sẽ đến lúc nó vỡ tung. Bóng bay là giá trị ảo, bạn càng tập trung vào nó, thổi phồng nó thì đến lúc nó sẽ vỡ. Vậy nên, thay vì tập trung vào những giá trị ảo chưa tương xứng với năng lực thật sự của bản thân, hãy tập trung vào nâng cao tri thức, kỹ năng và thái độ sống. Đến một lúc nào đó, chính những thứ này là món trang sức giá trị nhất, lấp lánh nhất mà không một chiếc điện thoại xịn hay một chiếc xe sang nào có thể sánh được. Anh chị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay không nhằm định hướng anh chị phải sống giản dị khi giàu có hay không được nhìn vào những vật chất đắt đỏ khi chưa đủ năng lực. Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua video này là hãy sống đúng với giá trị bản thân mình, bồi đắp những giá trị bên trong để nó trở thành thứ tài sản đáng giá nhất cuộc đời anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.